Thi idol Bella gặp đúng fan cuồng. Ủa gì đây? Ôi. À, đi làm gì đây? Nhưng mà nó làm sao em? Nhưng mà nó làm sao? Từ từ tấn lên đây. Rồi. Ai 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 ai. Đấy. Cướp xe rồi đó. Thế à? Vâng, như vậy là idol Bella là đến thành phố Thái Bình rồi. Không biết là đi đâu, chàng này đổi sang con Dream rồi chứ không chạy con xe đạp điện rồi. Thì gặp nói chung là 3-4 thanh niên fan cuồng gì đó chạy theo, là nhìn thấy idol cho nên là hơi ấy, mất tình tĩnh. Và nói chung là idol Bella đi đến đâu thì chúng ta nên cảnh giác nha. Tay rất nhanh, có thể lấy tiền bất cứ lúc nào. Về ngủ đi em ơi. Về ngủ đi em ơi. Ôi. Về đi, về đi, về đi. Các bạn cho tôi đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất và nóng hổi nhất tại Việt Nam.